con gái. Bố biết là con thích con trai nhà đen xì, nhưng bây giờ con bao tuổi, con phải chăm chỉ học hành chứ. Con biết ạ. Giữ khoảng cách với nó, con sẽ chia tay. Đúng rồi, chia tay đi. Mà chờ chút, bố không muốn con chia tay phải không? Đó là điều bố thường nói. Nhưng con có thể chia tay không? Ít nhất mình còn biết do thằng nhóc đó. Nó uống rượu cũng được của nó đấy. Hãy nói cho biết bố, nếu nó làm con tổn thương, bố sẽ xử lý nó. Con nghe nói anh ấy đã hôn cô gái cùng lớp. Anh ấy đã lừa dối con. Tại sao bố không tức giận? Không thể tức giận được. Bố không tức giận với người làm tổn thương con gái bố. Đó không phải điều bố bận tâm. Bố nghĩ rằng chắc đó là sự giúp đỡ bất ngờ. Bố ngày xưa cũng vậy thôi. Bố đã yêu mẹ con từ lớp 1 đến lúc cưới. Nhưng thi thoảng bố vẫn giúp các bạn nữ trong lớp làm ướt môi trong những ngày khô nóng. Vì vậy con không cần phải lo lắng. Người đáng lo ngại nhất chính là cha của nó. Tại sao bố có thể hiểu anh ấy như vậy? Có gì đâu. Đây là người ta gọi là sự gắn kết giữa đàn ông. Không phải con hôn bạn cùng bàn, mà do cát bay vào mắt bạn cùng bàn và con thổi giúp. Làm sao có thể có cát trong lớp học? Bọn con đã mở cửa sổ ra. Được rồi, ngay cả khi có cát trong mắt cô ấy, nó có liên quan gì đến sao con lại là đứa cơ hội thế hả? Con giúp bạn mà. Ui giời, con trai tôi là một người tốt. Bởi vì cô ấy là bạn cùng bàn với con sao? Cô ấy là bạn thân con. Chết tiệt, con có người yêu rồi mà vẫn có bạn thân là con gái sao? Khá lắm, có vẻ con khá giỏi trong việc này. Con dâu bố có biết không? Cô ấy biết. Mày đấy, bố đoán mày còn chút lương tâm. Cô ấy muốn chia tay với con. Không được con trai, nịnh nó đi. Nịnh kiểu gì bố? Cô bé đó không dễ nịnh đâu. Bố có giải pháp, để bố dạy con. Bố đừng dạy con phương pháp mà chú Đạt không chín dạy bố. Con sẽ mua kem và đưa cô ấy đi đạp vịt. Giờ còn đứa con gái nào thích ăn kem với đạp vịt? Mua mỹ phẩm quần áo cho nó. Con trai nhà đen xì, mày còn dám đến đây nữa sao? Đó là một sự hiểu lầm. Chú biết mày không dám. Nếu mày dám thì mày tan xác từ lâu rồi cháu ạ. Đang cầm gì trên tay kia? Quà chú ạ. Quà gì? Định hối lộ chú à? Quà để xin lỗi em ý à? À, không phải quà của chú sao? Đó là ý tưởng của gã đen xì. Vâng, bố đen cháu đã nói điều này là tốt. Đúng là cha nào con lấy mà. Gã đen xì gớm thật. Sao ạ? Không có gì. Thế cháu không chuẩn bị quà cho chú à? Hả? Quà gì ạ? Để chú Đạt nói cho nghe này. Bây giờ bạn là học sinh cuối cấp, nên dành thời gian và sức lực cho học tập. Không phải vì không được tặng quà nên chú nói vậy. Nếu bạn chỉ dành thời gian cho việc học tập thì chuyện đó có xảy ra, con gái tôi sẽ không tức giận. Sao chú có cảm giác cháu với bố đen xì không giống nhau? Điều này cũng không đúng. Cháu cũng mặt dày giống bố cháu vậy. Chuyện này bao giờ mới kết thúc đây? Nếu bạn mà bắt nạt con gái tôi, đây là kết cục cho bạn. Biết chưa hả? Vứt quà đi và đi về nhà. Cháu có thể gặp cô ấy không? Nó vẫn đang rất giận không được. Gặp xong cháu sẽ đi về. Cái gì? Đi về à? Nếu tôi không để bạn đi, bạn sẽ không đi đâu cả. Đi vào ăn uống với chú chén rượu đã. Vâng ạ. Chết tiệt, thằng này mặt dày thật. Được thôi, đã bảo nó ở lại ăn cơm rồi. Ăn đi, hãy nếm thử tay nghề của vợ chú. Ăn nhiều vào, đừng khách sáo làm gì. Ăn có đủ không cháu đen xì? Nếu chưa đủ chú sẽ nhảy vào nồi. Nếu không đủ nữa thì vợ chú cũng nhảy vào nồi. Thực sự đến để ăn tối sao? Thằng này thực sự đến đây để ăn. Thật là một kẻ tham ăn. Định làm cái gì thế hả? Con gái tôi sẽ không vui nếu cậu đánh tôi đâu. Cháu đi lấy túi rác để dọn rác. Xem ra cũng biết phép tắc đấy. Túi đựng rác hả? Cháu biết chỗ rồi. Cháu cũng đã rửa bát xong. Cháu có rửa nó bằng nước rửa bát không? Cháu có. Ôi trời đất, chờ đã, có gì đó không ổn. Đến đây nào con nhà đen xì. Nhà tôi có bao nhiêu đôi dép? 6 đôi ạ. Biết rõ vậy trời. Có bao nhiêu ổ điện trong phòng cô gái tôi? Có 3 ổ. Ôi trời, vào phòng rồi. Con gái của tôi có bao nhiêu đôi tất đỏ? Có 4 đôi. May là cái này sai rồi, tôi mới mua cho nó. Bạn đến đây khi nào hả? Bố cháu đã nói với cháu. À, bố đen xì, bố cậu định làm cái gì thế hả? Muốn ăn trộm phải không? Vòng cổ ngọc trai của vợ tôi ở đâu biết không? Hộp đầu tiên bên trái gương trang điểm, hộp màu đỏ. Có trộm gọi công an đến ngay đây. Thực ra là không hẳn, bố cháu đã nói với cháu. À, bố đen xì, sao vậy nhỉ? Đầu tôi hơi ngứa một chút. Cái thằng con trai mãi không thấy về, đúng là có vợ là quên bố. Khả năng nó ngủ ở đấy luôn rồi. Ai gọi tôi đó nhỉ? Điên à Đạt 09, con trai tôi nó làm con gái của bạn tức giận mà. Có gan thì đánh nó, sao lại đánh tôi? Bạn làm gì mà bạn không biết sao? Tôi làm cái gì à? Hỏng rồi. Chả nhẽ chuyện mình làm vỡ cái tượng của Đạt 09 hắn biết rồi sao? Con trai của bạn đã kể cho tôi mọi thứ. Cái thằng con trai ngu này, không phải như bạn nghĩ đâu Đạt 09. Hãy để tôi giải thích, nói nhanh còn kịp, trước khi mọi thứ quá muộn. Chuyện là thế này, tôi vừa đến nhà bạn 2 ngày trước. Tôi nhìn thấy bức tượng cô gái trông đẹp quá. Tôi không thể kiềm chế được bản thân, đã định trộm nó về. Nhưng đột nhiên có cuộc điện thoại đến làm tôi giật mình, đã lỡ tay làm rơi nó. Bạn có xứng đáng với tôi không? Tôi coi bạn như một người anh em. Có chuyện gì to tát đâu, tôi sẽ đền cho bạn. Đây có phải là vấn đề bồi thường hay không? Hả?
không cần bồi thường hả? Bạn muốn bồi thường như nào? Định bồi thường bằng vợ mình không? Sao thế được? Vợ tôi là người thật. Vợ tôi có phải là vợ giả không? Thằng này điên rồi. Nó coi bức tượng là vợ mình. Nhìn bạn thân nhất hồi cấp 2 của em trông thế nào? Khá xinh đấy. Đúng là những người đẹp họ thường chơi với nhau. Nhưng sau này không chơi với em nữa. Cô ấy khá giỏi trong việc giả vờ. Những người như vậy thường hai mặt. Chẳng trách anh có thể lừa dối một người vợ giản dị và tốt bụng như em chơi với cô ấy. Hôm nay mí mắt trái của em cứ giật giật. Nó có nghĩa là em sẽ kiếm được nhiều tiền. Nhanh thôi nào. Hình như là mắt phải. Mí mắt co giật là điều bình thường. Đừng mê tín. Chiếc tai nghe này đẹp không anh? Anh thấy nó hơi đắt, cũng chỉ để nghe thôi. Em định mua cho anh. Thế thôi không mua nữa. Thế làm sao được chứ? Em tính mua cho anh thì cứ mua đi. Đừng để ý đến giá cả. Anh yêu. Sao thế? Nếu bây giờ anh có hai chiếc quần xịp, trong đó có một chiếc bẩn chưa giặt, một chiếc đã được giặt nhưng chưa khô, nhưng anh lại đang rất cần để có thể đi ra ngoài, anh sẽ chọn mặc cái nào? Em không hiểu anh lắm phải không? Sao thế? Anh có bao giờ mặc quần xịp đâu. Anh ơi, nhìn cái này buồn cười quá. Đâu xem nào. Nhìn cái mũi này xem, đáng yêu không? Công nhận. Bị đánh mà không biết lý do là gì. Không có thời gian để khóc. Thật là khổ quá mà. Anh đi chơi game với bạn chút nhé. Anh có thể đi nếu anh muốn. Đi nhé. Cứ đi đi, đi luôn đi. Anh có nghĩ rằng anh có thể về nhà khi bước chân đi chơi không? Anh nghĩ lại rồi, anh ở nhà. Tuyệt vời, chúng ta hãy xem tivi ở nhà. Tại sao chúng ta lại xem tivi ở nhà? Thời tiết ở ngoài đẹp quá, chúng ta hãy ra ngoài đi dạo. Vậy đợi em trang điểm đã. Nhanh lên em nhé. 5 phút thôi, ít nhất 2 giờ. Anh sẽ đợi em ở tầng dưới, bạn đợi tôi ở quán nhé. Anh có muốn uống trà sữa không? Em muốn uống trà sữa. Anh sẽ mua cho em. Em đang giảm cân không uống đâu, chỉ cần thêm nhiều topping. Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Mua cho em một cái túi sách. Hôm nay là ngày mua túi. Thôi, tiết tiền lắm. Cửa hàng túi bên phải. Mua cái này nhé. Thôi, đừng mua cái này, nó đắt tiền quá. Cái túi này đẹp quá, mua thôi. Em có nhiều túi rồi, anh không biết tiết kiệm gì cả. Ôi thích quá, lại được túi mới. Bọn mày còn tiền không? Tao còn 500k đây. Tao cũng vậy, cho tao mượn đi. Được rồi, nhớ trả lại đó. Thấy chiếc cặp mới mua này đẹp không? Nó có giá bao nhiêu? 970k. Còn thừa 30k. Mỗi đứa cầm 10k tỷ uống nước. Mày vừa đưa tao 10k, vẫn còn nợ tao từ 190k. Mày cũng đưa nó 10k và nợ nó từ 190k. Từ 190 của tao cộng 490 của nó bằng 980. Thêm 10k mày cầm nữa là 990. Thế 10k còn lại đi đâu rồi? Chúng ta hàng ngày đều ăn gì? Đó là cơm. Vậy nấu cơm thì cần cái gì? Cần gạo. Dùng cái gì để vo gạo? Dùng tay để vo gạo. Nếu bạn khát, bạn muốn uống gì? Trà sữa. Thành phần chính trà sữa là gì nhỉ? Trà. Bạn đã dùng gì để pha trà? Ấm trà. Dưới sông có gì? Có cá ở dưới sông. Thế cá bơi ở đâu? Bơi ở dưới sông. Có một câu thành ngữ như thế này. Hãy đền từ vào nó. Tát sông bắt cá. Mai nhớ gọi tôi dậy sớm nhé. Tôi phải trả lời câu hỏi đầu tiết. Được rồi. Mai tôi sẽ gọi bà. Cảm ơn người anh em. Bạn phải nhớ gọi tôi dậy bằng được đó. Tôi có thể đánh bạn phải không? Được. Miễn là bạn đánh thức tôi dậy. Yên tâm đi bạn. Sáng hôm sau. Này, Đạt 09. Này, dậy đi Đạt 09 ơi. Tay tôi, không phải bạn đã bảo tôi gọi dậy sao? Để tôi ngủ anh đen xì. Gặp câu hỏi mà bạn không nhớ trong kỳ thi, hãy lấy sợi dây ra và chuẩn bị treo cổ tự tử. Bởi vì khi người ta sắp chết, sẽ nhớ lại mọi thứ đã quên. Khi nhớ lại câu trả lời của câu hỏi thì thoát ra ngay lập tức. Vấn đề đã được giải quyết. Cả nước, bộ bài tập được giao hôm qua ra thầy kiểm tra. Bạn cũng làm được phải không? Còn chú mẹ đến trường ngay bây giờ, mình cũng phải biết phải làm sao đây. Chụp bùa. Ấu. Bạn có thể nhắc lại không? Là gì đi nhanh lên. Đừng làm vậy, đừng. Vậy thì tôi không dạy cái lớp này nữa, cho nghỉ học hết. Ôi trời, anh đen xì, giờ ra chơi rồi còn ngồi làm bài nữa sao? Này, làm sao vậy? Tự dưng khóc. Bạn không biết đâu, anh đen xì bị gia đình ép học nhiều. Anh ấy đang học bù cho mấy ngày nghỉ Tết vừa rồi. Ôi trời, thật tàn nhẫn. Mỗi tối nếu tôi không học xong sẽ không được đi ngủ. Điểm của bạn khá tốt mà vẫn ép bạn thế này sao? Không thể chấp nhận được. Tôi bắt buộc phải đạt 30 điểm trong kỳ thi. Gia đình tôi không ai học đại học nên buộc tôi phải đỗ đại học điểm cao nhất. Ôi trời, kỳ vọng quá lớn đối với bạn. Nếu không vượt qua kỳ thi, điện thoại của tôi sẽ bị thu. Tại sao lại khổ như vậy? Làm sao bố mẹ bạn có thể đối xử với bạn như vậy được? Tôi cũng sẽ không nhận được khoản tiền thưởng 100 củ. Tôi sẽ được thưởng thêm ông tổ nữa. Em đọc cái gì thế hả anh đen xì? Đứng lên cho tôi nhanh. Thích bán tiếng Anh với tôi sao? Hát một bài tiếng Anh.
without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. Khi ngoài trời rét 8 độ. Con trai, cô giáo con gọi điện hôm nay trời rét 8 độ, học sinh được nghỉ học. Làm bài tập về nhà con ơi. Khi ngoài trời rét 10 độ. Ôi rét quá, con trai, giáo viên gọi điện đến, không cần phải đến lớp sao ạ? Ông chủ, lấy một bắp cải 20k tiền đây. Đợi chút, bạn chưa lấy bắp cải. Thực ra, bạn vừa đưa thừa tiền cho tôi. Thực ra là bắp cải đã bị thối bên trong. Thực ra, 50k tôi vừa đưa cho bạn là tiền giả. Thôi hãy quên nó đi. Tiền tôi đưa bạn cũng là tiền giả. Thực ra tôi còn lấy điện thoại của bạn. Đây là ví của bạn. Thực ra tôi không đến đây để mua gì cả. Tôi sẽ bảo họ thả con gái của bạn ra. Bạn bắt cóc con gái của tôi. Ra ngoài đi về nhà với chồng và sống cuộc sống tốt đẹp. Thực ra tôi cũng không bắt cóc con gái bạn. Không sao đâu, nó cũng không phải vợ bạn. Không sao đâu, tôi đến đây không mua gì cả. Tôi đến đây để cướp, lấy tiền ra ngay. Thực ra tôi cũng không phải là ông chủ. Đây là ông chủ. Tôi cũng là một tên cướp. Đồng nghiệp xin lỗi nhé. Hóa ra chỉ là giấc mơ.